Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang chứng kiến một bước ngoặt mới khi Tổng thống Joe Biden quyết định chuyển giao ngọn đuốc cho bà Kamala Harris. Sau tuần đầu tiên chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống, bà Kamala Harris đã thu hẹp khoảng cách với cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đường đua về Nhà Trắng có thực sự bằng phẳng với bà hay chỉ là tuần trăng mật tạm thời? Cuối ngày 22 tháng 7 năm 2024 theo giờ Mỹ, sáng 23 tháng 7 năm 2024 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố bà đã giành được đủ sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ưu thế của bà Harris. Theo các chuyên gia chia sẻ với đài CNBC, bà Harris có một số lợi thế so với ông Biden. Ông Stephen Okun, cố vấn cấp cao của công ty tư vấn McClatchy Associates, nhận định trong khi Đảng Cộng Hòa đang giành được ưu thế trên các mặt trận kinh tế, lạm phát và nhập cư, thì phá thai là một vấn đề nổi bật mà bà Harris sẽ có lợi thế. Bà Harris từng thẳng thắn nói về các vấn đề sinh sản với tư cách là nữ phó tổng thống đầu tiên. Ông Ian Bremmer, chủ tịch Eurasia Group, cho biết, thực tế là ông Biden và ông Trump đã quá già để có thể tranh cử và phục vụ thêm 4 năm nữa, và đây hiện là điểm yếu hàng đầu đối với ông Trump. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng 85% dân số tin rằng ông Biden đã quá già để làm việc thêm 4 năm nữa. Cuộc thăm dò tương tự cho thấy 60% người Mỹ cho rằng ông Trump đã quá cao tuổi. Ông Bremmer nói thêm, bạn thấy rất nhiều sự ủng hộ dành cho bà Harris, một cựu công tố viên trẻ hơn, sôi nổi hơn, năng nổ hơn và chắc chắn có thể thể hiện cực kỳ tốt trên sân khấu tranh luận. Ông Bremmer cũng chỉ ra rằng bà Harris cũng có một số rủi ro liên quan đến việc chạy đua với tư cách là một phụ nữ, con gái của một bà mẹ Ấn Độ và cha là người Jamaica ở nước Mỹ ngày nay. Mặt khác, bà Harris có lợi thế hơn ông Biden để thu hút một số nhóm nhân khẩu học quan trọng, bao gồm phụ nữ, thanh niên và cử tri da màu. Ông Charles Meyer, Chủ tịch Tổ chức Tư vấn Toàn cầu, Signum, nói. Sinh ra với mẹ là nhà nghiên cứu ung thư vú Chiamala Gopalan và cha là giáo sư kinh tế Donna Harris, bà Harris thường nói về việc cha mẹ bà và sự tham gia của họ vào phong trào dân quyền, từ đó đã hình thành nên quan điểm chính trị của bà. Sự nghiệp của bà Harris là sự nối tiếp của những lần đầu tiên. Bà là người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên được bầu làm công tố viên quận ở thành phố San Francisco vào năm 2004 và làm tổng trưởng lý của California từ năm 2011 tới năm 2017. Bà cũng là thượng nghị sĩ da màu và người Mỹ gốc Ấn đầu tiên của bang. Việc xác định hệ tư tưởng chính trị của bà Harris không dễ dàng. Theo tờ Telegraph, một cấp dưới trong thời gian bà làm công tố viên ở San Francisco đã mô tả bà chắc chắn là công tố viên tiến bộ nhất ở California. Một đảng viên dân chủ quen biết bà Harris hơn 2 thập kỷ ở California cho biết mặc dù bà thuộc phe cánh tả nhưng không tuân theo một giáo điều hay hệ tư tưởng nào. Ông Gary Shaw, chiến lược gia kỳ cựu ở California, người đã biết bà Harris trong nhiều năm, cho biết không nên đánh giá thấp bà. Ông Gary Shaw nói, bạn không thể trở thành tổng trưởng lý của bang lớn nhất nước Mỹ và thượng nghị sĩ của California mà không có năng lực chính trị thực sự. Được đông đảo quần chúng biết đến khi trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Trong hơn 3 năm đảm nhiệm vai trò phó tổng thống, bà Harris không chỉ được thu hút với danh xưng nữ chiến binh đầy bản lĩnh, mà lập trường đối ngoại của phó tổng thống Kamala Harris cũng được quan tâm không kém. Theo New York Times, nhiều cựu lãnh đạo chính sách đối ngoại của Đảng Dân Chủ tuần này đã lên tiếng ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris trong nỗ lực tranh cử Nhà Trắng của bà, bất chấp việc bà chưa có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề ngoại giao. Ngoài ra, cả Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã lên tiếng đề cử bà cho vị trí ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ. Trong tình hình đó, lập trường với chính sách đối ngoại, nhất là các vấn đề quan trọng như khủng hoảng Gaza, xung đột tại Ukraine,
hay tầm nhìn về quan hệ với Trung Quốc của bà Harris đang nhận được chú ý lớn. Nhìn chung, bà Harris đồng quan điểm với ông Biden về việc Mỹ cần ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas ở dải Gaza. Bà khẳng định lập trường của chính quyền hiện tại rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng lên tiếng gay gắt hơn ông Biden về nỗi đau mà người dân Gaza đang phải chịu. Bà Harris nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm 25 tháng 7, "Những gì đã xảy ra ở Gaza trong 9 tháng qua thật quá tàn khốc." Bà nói thêm, hình ảnh trẻ em thiệt mạng và những người dân tuyệt vọng, đói khát chạy trốn để tìm nơi an toàn, đôi khi phải di rời lần thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những thảm kịch này. Nhấn mạnh rằng, tôi sẽ không im lặng. Bà Harris không tham dự bài phát biểu của Thủ tướng Israel Netanyahu trước Quốc hội Mỹ hôm 24 tháng 7, nhưng lên án những người biểu tình đốt cờ Mỹ và vẽ graffiti với thông điệp chống Israel gần Điện Capitol. Sau khi gặp ông Netanyahu, bà đã bày tỏ sự ủng hộ với gia đình của những con tin người Israel bị Hamas bắt giữ kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Vào tháng 3, bà kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, mô tả tình hình hiện tại là một thảm họa nhân đạo. Phó Tổng thống cũng lên tiếng phản đối cuộc tấn công vào Rafah của Israel với lý do thiếu nơi trú ẩn cho những người dân phải di rời. Theo New York Times, sự ủng hộ hết mình của bà Harris dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là một sự tương phản rõ nét với lập trường của ông Trump và sẽ là bàn đạp quan trọng cho bà trong vị thế toàn cầu. Tại hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2, bà Harris cũng tuyên bố rằng bà và ông Biden cam kết hỗ trợ cho Ukraine tới chừng nào có thể. Trước đó, trong cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden với ông Trump, bà Harris đã thay mặt cho Tổng thống tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, nơi bà kêu gọi một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn giữ im lặng về chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Harris. Người phát ngôn Dmitry Peskov nhận định Phó Tổng thống có lời lẽ không thân thiện, nhưng Nga vẫn chưa thể chính thức đánh giá lập trường tranh cử của bà. Bà Harris đã đề cập đến những thách thức mà Trung Quốc đặt ra đối với các đồng minh và lợi ích của Mỹ tại châu Á. Trong bài phát biểu năm 2021 tại Singapore, bà đã chỉ trích các hành động hàng hải của Trung Quốc, bao gồm cả cách đối xử với đội tàu đánh cá của các quốc gia khác và việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bà cho biết, chúng tôi nhận thức được rằng Bắc Kinh vẫn tiếp tục ép buộc, đe dọa và đưa ra yêu sách đối với phần lớn Biển Đông. Năm 2022, trên một tàu của Hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, bà Harris đã tái khẳng định chính sách không chính thức của Hoa Kỳ là ủng hộ Đài Loan, Trung Quốc, tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Đài Loan, phù hợp với chính sách lâu dài của chúng tôi. Nhìn chung, các chuyên gia cho biết chính sách của bà đối với Trung Quốc khó có thể khác biệt đáng kể so với ông Biden. Rick Walter, cựu lãnh đạo văn phòng điều phối Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, theo một cách nào đó, chính sách Trung Quốc của ông Biden phản ánh sự đồng thuận của Đảng Dân Chủ. Tôi không nghĩ bà Kamala Harris sẽ có chính sách Trung Quốc khác biệt đáng kể. Tôi thực sự nghĩ rằng cấu trúc đã khá ổn định. Ngoài Trung Quốc, quan điểm của bà Harris đối với Ấn Độ cũng là chủ đề được nhắc đến nhiều. Foreign Policy đánh giá Ấn Độ là một trong những điểm sáng nhất trong các mối quan hệ song phương của chính quyền ông Biden. Với việc Washington ngày càng coi nước này là đối trọng quan trọng với Trung Quốc và là đối tác chủ chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quốc phòng và công nghệ là những trụ cột đặc biệt vững chắc của mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ khi một số thỏa thuận và sáng kiến được công bố trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington vào năm ngoái. Cũng như các quan hệ đối tác và khu vực khác, các chuyên gia cho biết chính sách Ấn Độ của bà Harris khó có thể khác biệt đáng kể so với ông Biden. Mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ đã nhận được sự ủng hộ đáng tin cậy của lưỡng đảng trong nhiều thập kỷ, kể cả dưới thời ông Trump, và vẫn rất quan trọng đối với cả hai bên nên sẽ không có thay đổi đáng kể. Khi nhận chức, ông Biden đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế biên giới phía Nam do ông Trump đưa ra.
Những thay đổi này, cùng với xu hướng di cư toàn cầu, đã dẫn đến việc gia tăng số lượng người di cư không có giấy tờ vượt biên từ Mexico. Ông Biden giao cho bà Harris nhiệm vụ giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư ở Trung Mỹ, bao gồm đói nghèo, tội phạm và tham nhũng. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là phó tổng thống tới Guatemala vào năm 2021, bà Harris đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc điều tra tình trạng tham nhũng ở quốc gia này và cảnh báo những người di cư tiềm năng rằng đừng đến Mỹ. Đảng Cộng Hòa đã đổ lỗi cho bà Harris về số lượng người di cư vượt biên cao. Vào tháng 3, bà thừa nhận nhu cầu cải cách nhập cư, nhận định rằng chúng tôi rất rõ ràng và tôi nghĩ hầu hết người Mỹ đều rõ ràng rằng chúng ta đang có một hệ thống nhập cư hỏng hóc và chúng ta cần phải sửa chữa nó. Cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Dù gia nhập đường đua chưa lâu, nhưng không ai có thể phủ nhận được sức hút của bà Kamala Harris khi liên tục nhận được tỷ lệ ủng hộ và số tiền gây quỹ khủng. Ngày 28 tháng 7 năm 2024, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gây quỹ được 200 triệu đô la Mỹ và thu hút 170.000 người tình nguyện mới tham gia trong vòng một tuần kể từ khi gia nhập đường đua tranh cử Tổng thống. Reuters dẫn thông tin từ Phó Giám đốc chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris là ông Rob Flaherty. Trong vòng một tuần kể từ khi khởi động, Kamala Harris đã gây quỹ được 200 triệu đô la Mỹ. 66% số người đóng góp là gương mặt mới. Chúng tôi ký kết với 170.000 tân tình nguyện viên. Bà Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ, đã thu về 100 triệu đô la trong vòng 36 giờ kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố quyết định rút lui và ủng hộ người phó thay mình tranh cử. Trả lời phỏng vấn đài MSNBC ngày 28 tháng 7 năm 2024, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử Mitch Landrieu nhận định rằng bà Harris đang trải qua một trong những tuần thắng lợi nhất trên chính trường Mỹ trong vòng 50 năm trở lại đây. Ông bình luận, đây sẽ là cuộc chạy đua vô cùng xít sao. Cùng ngày, cuộc khảo sát của ABC News Ipsos công bố kết quả cho thấy Phó Tổng thống Harris đang nhận được sự ủng hộ gia tăng từ cử tri. Tỷ lệ ủng hộ bà Harris giờ đây tăng lên 43% so với 42% không ủng hộ. Kết quả một tuần trước đó là 35% và 46%. Đặc biệt, cuộc khảo sát ghi nhận sự gia tăng ủng hộ trong số những người độc lập, nhóm chính trị đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử năm nay. Có đến 44% số cử tri độc lập ủng hộ bà Harris, tăng từ 28% cách đây một tuần. Số người độc lập không ủng hộ giảm từ 47% trong cuộc khảo sát tuần trước xuống còn 40%. 52% số người được hỏi cho rằng bà nên được chọn là ứng viên tổng thống và đến 86% số cử tri Đảng Dân Chủ ủng hộ bà trên cương vị này. Bà Harris cũng có lợi thế trước cựu Tổng thống Donald Trump về mức độ nhiệt tình mà các cử tri Mỹ dành cho trên tư cách ứng viên. Cụ thể, 48% số người được hỏi cảm thấy phấn khích nếu bà Harris được chọn làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 39% số người cảm giác tương tự đối với ông Trump bên phần Đảng Cộng Hòa. Song song với việc tạo được nhiều sức hút và cơ hội thì chặng đường chạm tay tới chiếc ghế nóng của Nhà Trắng của bà Kamala Harris vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức và mối đe dọa cực kỳ lớn mang tên Donald Trump. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, bà Kamala Harris đến vận động tranh cử tại bang chiến trường Wisconsin lần đầu tiên với tư cách ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024, sau khi các khảo sát cho thấy bà đã giành đủ số phiếu ủng hộ từ các đại biểu Đảng Dân Chủ để sắp tới chính thức trở thành ứng viên đại diện tranh cử của đảng này. Bà Harris cho biết vào cuối ngày 22 tháng 7 năm 2024, tối nay tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng chúng tôi. Tôi mong sớm được chính thức chấp nhận đề cử. Cuộc khảo sát của hãng tin AP Mỹ cho thấy bà Harris đã giành được sự ủng hộ của ít nhất 2.668 đại biểu, vượt xa mức 1.976 đại biểu cần thiết để đảm bảo được đề cử ngay từ vòng đầu tiên tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ dự kiến diễn ra trong tháng 8.
Như vậy, giờ đây bà Harris còn hơn 100 ngày, tức là chưa đầy 4 tháng, trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, để thuyết phục người dân là bà có đủ khả năng nhận chức vụ cao nhất của xứ sở cờ hoa. Tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Delaware vào tối 22 tháng 7 năm 2024, bà Harris khẳng định: "Tôi biết kiểu người của ông Donald Trump và tuyên bố chúng ta sẽ chiến thắng." Bà chia sẻ kế hoạch đối đầu với ông Trump, nhắc đến chuyện bà truy đuổi những kẻ săn mồi và kẻ lừa đảo khi bà còn là công tố viên ở San Francisco và tổng trưởng lý bang California. Cựu thượng nghị sĩ đến từ bang California này còn cam kết đưa quyền phá thai vào trọng tâm chiến dịch của mình và đấu tranh cho quyền kiểm soát cơ thể của một cá nhân. Chuyến đi tới Wisconsin vào ngày 23 tháng 7 năm 2024 sẽ mang đến cho bà Harris cơ hội thiết lập lại chiến dịch của Đảng Dân Chủ và chứng minh bà là người đang có vị thế tốt nhất để có thể đánh bại ông Trump. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ phát biểu tại thành phố Milwaukee. Theo hãng tin Reuters, Wisconsin nằm trong nhóm 3 bang thuộc vành đai rỉ sét, 2 bang còn lại là Michigan và Pennsylvania. Những bang mà bất cứ ứng viên nào cũng cần chiến thắng để tăng cơ hội vào Nhà Trắng. Đây là những bang mà trước đó ông Biden đã tụt lại sau ông Trump về tỷ lệ ủng hộ. Báo New York Times nhận định nếu bà Harris chính thức được đề cử thì bà cũng sẽ không dễ đánh bại ông Trump, bởi lẽ tuổi tác của ông Biden, 81 tuổi, không phải là mối bận tâm duy nhất với công chúng Mỹ. Phần lớn cử tri từ lâu đã có cái nhìn bất lợi với bà. Thời gian qua, bà đã đứng sau ông Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò toàn quốc và tại các bang chiến trường. Trong một thăm dò gần đây nhất của New York Times, Shina College tại bang Pennsylvania, chỉ 42% cử tri có cái nhìn tích cực với bà, thấp hơn với mức 51% dành cho ông Biden tại bang này trước cuộc bầu cử năm 2020. Tỷ lệ này thấp hơn mức 46% dành cho ông Trump. Còn theo báo Washington Post, ông Trump dẫn trước bà Harris trung bình 1,5 điểm phần trăm trong 11 cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện kể từ sau màn tranh luận Trump-Biden hôm 27 tháng 6. Các thăm dò cho thấy không có nhiều khác biệt giữa bà Harris và ông Biden khi đối mặt ông Trump. Với những con số như thế, cuộc đối đầu Trump-Harris không giống lắm với cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020. Thời điểm ông Biden thắng thế với tư cách là ứng cử viên ôn hòa được đa số cử tri yêu thích. Hôm 21 tháng 7, ông Trump cho rằng bà Harris sẽ là đối thủ dễ đánh bại hơn so với ông Biden. Ngoài ra, dù bà Harris trẻ hơn ông Trump, tuổi tác không phải là vấn đề quyết định. Các thăm dò đã cho thấy tuổi tác của ông Biden không phải là chuyện họ quan tâm nhất. Phần lớn cử tri cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng với hệ thống kinh tế và chính trị đang gặp vấn đề. Họ rất quan ngại về vấn đề kinh tế và nhập cư. Trong các thăm dò, cử tri bày tỏ họ đang tìm kiếm sự thay đổi. Bà Harris là gương mặt mới và ở một mức độ nào đó, bà có thể giúp thỏa mãn mong muốn thay đổi của một bộ phận cử tri, những người đơn giản chỉ muốn chọn ứng viên khác ngoài ông Biden hay ông Trump. Tuy nhiên, bà vẫn là một phần trong chính quyền của ông Biden và sẽ bị cản trở bởi nhiều thách thức giống như ông ấy. Bốn năm trước, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trúng cử trước Phó Tổng thống Mỹ. Dù quan hệ giữa bà Harris và Tổng thống Biden khởi đầu không mấy suôn sẻ, song bà vẫn tìm được cách chinh phục niềm tin của cấp trưởng và trở thành ứng cử viên Tổng thống. Điều này cũng chứng tỏ một điều rằng vị thế và sức ảnh hưởng của bà không hề tầm thường. Không ngoa khi truyền thông Mỹ gọi bà với danh xưng là người phá vỡ mọi rào cản. Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Tổng thống Joe Biden giao cho Phó Tổng thống Kamala Harris nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi vào Nhà Trắng, đó là phụ trách nỗ lực ngoại giao với Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras để tìm cách ngăn làn sóng di cư đang gia tăng ở biên giới phía nam nước Mỹ. Nhưng vài giờ trước đó, các nhân viên Nhà Trắng phụ trách vấn đề này vẫn không chắc chắn Tổng thống sẽ giao cho cấp phó nhiệm vụ gì. Bà Harris lúc bấy giờ mới đảm nhận cương vị 2 tháng, được kỳ vọng rất lớn nhưng cũng bị soi xét chặt chẽ. Những người am hiểu vấn đề cho biết bà không nghĩ rằng Tổng thống Biden sẽ yêu cầu bà thực hiện vai trò ngoại giao nhập cư như những gì ông đã làm khi còn là phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama. Các trợ lý của Harris hiểu rằng nhập cư là vấn đề rất phức tạp, khó khăn về chính trị và họ không muốn bà vướng vào điều này quá sớm.
bà Harris nói khi được cấp trưởng giao nhiệm vụ vào thời điểm số người nhập cư vào Mỹ đang ở mức cao chưa từng có trong 20 năm. Rõ ràng đây là vấn đề rất thử thách. Nhiệm vụ này đánh dấu giai đoạn khó khăn nhất trong nhiệm kỳ của Harris, khiến Phó Tổng thống Mỹ nhận về vô số chỉ trích từ những người ủng hộ vì cách bà xử lý vấn đề nhập cư. Nó cũng là minh chứng cho thấy khởi đầu đầy gian nan trong quan hệ làm việc giữa bà và Tổng thống Biden, theo giới quan sát. Nhưng theo thời gian, bà Harris đã tìm cách giúp mối quan hệ giữa họ trở nên vững chắc hơn, dù đôi khi phải trả giá bằng uy tín chính trị của mình. Những người quen biết cả hai cho hay Harris chưa bao giờ gia nhập vòng tròn cố vấn thân cận của Tổng thống Biden, song quan hệ giữa họ vẫn dần nồng ấm lên và trở thành mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Sau màn tranh luận của Tổng thống Biden hồi tháng trước, Phó Tổng thống Harris đã trở thành người bảo vệ ông mạnh mẽ nhất trước công chúng, vẫn đứng về phía ông khi các đảng viên dân chủ khác kêu gọi Tổng thống rút lui khỏi cuộc đua Nhà Trắng. Hôm 21 tháng 7 năm 2024, Tổng thống Biden giao cho bà một nhiệm vụ khác, thay thế ông trên cương vị ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ tranh cử. Quyết định này đã nhận được tán đồng từ hàng trăm đại biểu của đảng chỉ sau vài giờ. Những chuyển biến trong mối quan hệ của họ diễn ra từ từ khi Harris, nữ phó tổng thống đầu tiên và là người da màu, tìm cách tốt nhất để tư vấn riêng cho tổng thống nhằm giúp ông giành được niềm tin từ các đồng minh và củng cố vị thế trước công chúng. Trong khi đó, Tổng thống Biden ngày càng tin tưởng vào các câu hỏi bà đưa ra trong những cuộc họp cũng như lời khuyên từ cấp phó. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, Biden và Harris sống ở các thành phố khác nhau và phải đối mặt với các hạn chế về đại dịch, không có nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương. Harris từng làm việc với Bill Biden, con trai quá cố của Tổng thống, khi họ giữ chức vụ Tổng trưởng lý ở bang của mình. Tuy nhiên, bà không có nhiều mối tương tác hay liên hệ với Tổng thống trước chiến dịch tranh cử. Họ thậm chí từng đối đầu và chỉ trích nhau trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, trước khi bà Harris rút lui rồi sau đó được ông Biden chọn làm ứng viên cấp phó. Harris nói trong lần xuất hiện chung đầu tiên với Biden với tư cách người đồng hành tranh cử cùng ông: "Bill là kiểu người truyền cảm hứng để mọi người trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ. Cậu ấy thực sự là người giỏi nhất trong số chúng tôi, và khi tôi hỏi cậu ấy điều đó đến từ đâu, Bill luôn nói về bố mình." Harris bước chân vào Nhà Trắng với niềm tin rằng bà phải chứng minh lòng trung thành với Tổng thống Biden và các trợ lý hàng đầu bên cạnh ông. Một số trợ lý khi đó vẫn cho rằng tham vọng của Harris có thể khiến bà làm lu mờ Tổng thống và vẫn tỏ ra hoài nghi sau việc bà đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Biden với các thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong cuộc tranh luận tại vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2019. Harris đã giải tán các ủy ban chính trị vận động cho bà trong vòng bầu cử sơ bộ và không bổ nhiệm những trợ lý chiến dịch tranh cử vào bộ máy của mình để xoa dịu lo ngại từ các cố vấn Tổng thống. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, khi Nhà Trắng yêu cầu Harris đưa ra thông điệp răn đe những người di cư ở Trung Mỹ, một số trợ lý phụ trách vấn đề này đã cảnh báo bà về hậu quả chính trị của nó. Mặc dù thông điệp đó thể hiện quan điểm chính sách của chính quyền, nó sẽ mang một ý nghĩa rất khác khi được đưa ra bởi Phó Tổng thống, con gái một gia đình nhập cư. Nhưng bà đã bỏ ngoài tai để thực hiện nhiệm vụ. "Đừng tới Mỹ", Harris nhắn gửi người di cư tại Guatemala, và lập tức hứng chịu phản ứng dữ dội từ các nhóm vận động nhập cư và một số thành viên cấp tiến của Đảng Dân Chủ. Ngoài vấn đề nhập cư, hàng loạt rắc rối chính trị khác cũng bắt đầu tìm đến với Harris. Ở cấp độ nhân viên, căng thẳng giữa cánh Tây Nhà Trắng và văn phòng của bà tiếp tục dâng cao. Nhóm trợ lý Tổng thống thất vọng với việc truyền thông đưa tin liên quan đến Harris, trong đó có tin tức về sự ra đi của các nhân viên cùng những lời phàn nàn từ các đồng minh của Phó Tổng thống về việc bà bị lợi dụng như thế nào. Nhưng khi khoảng cách địa lý được xóa bỏ, Harris và Biden bắt đầu tìm hiểu trực tiếp về nhau. Hai người gặp nhau vào bữa trưa hàng tuần nếu lịch trình của họ phù hợp. Đôi khi, Tổng thống bước vào văn phòng của cấp phó khi bà đang họp trực tuyến với nhân viên. Có lần, ông tặng bà một chiếc cốc in khuôn mặt bà mà ông đã mua từ một cửa hàng nhỏ ở Washington. Mặc dù từng phục vụ tại Thượng viện, Harris đến Nhà Trắng mà không có nhiều mối quan hệ lâu năm tại đồi Capitol giống như Biden. Khi bà họp cùng Tổng thống để thúc đẩy các nghị sĩ thông qua chương trình nghị sự, ảnh hưởng của Harris thiên về việc đưa vào một số chính sách nhất định thay vì tìm cách thực hiện thỏa thuận.
Theo các nguồn thạo tin, trong những tháng đầu nhiệm kỳ, Phó Tổng thống đã thúc đẩy việc đưa đề xuất thay thế các đường ống dẫn nước bằng chì vào dự luật cơ sở hạ tầng, cũng như đầu tư cho các trường đại học có nhiều sinh viên da màu. Bà cũng ủng hộ những đề xuất về nghỉ phép có lương, chăm sóc trẻ em và nhà ở công, dù chúng cuối cùng không được thông qua. Khi Tổng thống Biden phải đối mặt với áp lực từ những người cấp tiến, thúc giục ông đưa ra quyết định xóa nợ sinh viên, Harris là một trong những người ủng hộ chính cho ý tưởng này và đã giúp thuyết phục Tổng thống Biden thực hiện nó. Theo bà, hủy khoản nợ sinh viên sẽ giúp ích rất nhiều cho các gia đình da màu và thu nhập thấp, những người thậm chí chưa bao giờ tốt nghiệp vì chi phí cao nhưng vẫn phải gánh nợ. Nhưng Tổng thống Biden lại lo ngại quyết định này sẽ là món quà đối với những gia đình giàu có. Harris cũng đã phỏng vấn những thẩm phán được đề cử vào tòa án tối cao và giúp Tổng thống Biden đưa ra quyết định. Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng khi tuyên bố đề cử thẩm phán Ketanji Brown Jackson. Tôi thật may mắn vì nhận được lời khuyên của Phó Tổng thống Harris, một luật sư xuất sắc. Tôi thực sự chân thành khi nói vậy. Với Phó Tổng thống Harris, việc cố gắng thiết lập ảnh hưởng nội bộ một cách âm thầm thường khiến bà phải trả giá bằng việc mất đi những động lực hỗ trợ từ bên ngoài, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề. Bà đã không nói về những công việc mình đang làm ở hậu trường, ngay cả khi các đảng viên Dân Chủ từng đặt kỳ vọng cao vào nữ phó tổng thống đầu tiên quay sang chỉ trích bà và chính quyền vì đã không trao cho bà vai trò nổi bật hơn. Họ đặt câu hỏi tại sao Harris thường xuyên lặng lẽ đứng sau tổng thống trong các sự kiện mà không có gì để làm hay nói. Những lời chỉ trích của đảng Dân Chủ đối với Harris bắt đầu giảm dần sau quyết định của tòa án tối cao đảo ngược phán quyết vụ kiện Roe chống lại Wade năm 1973 về quyền phá thai. Phó Tổng thống bắt đầu thể hiện vai trò công khai hơn về một vấn đề chính sách mà bà rất thông thạo và đã xây dựng sự nghiệp chính trị dựa trên nó. Harris đi khắp đất nước để kêu gọi duy trì quyền phá thai, điều mà Tổng thống không thoải mái khi đề cập đến trên cương vị của mình. Bên trong Nhà Trắng, Phó Tổng thống tỏ ra thất vọng vì chính quyền chưa chuẩn bị đầy đủ cho phán quyết này. Vì thực tế, họ hoàn toàn có thời gian để chuẩn bị sau khi Politico công bố một bản dự thảo phán quyết bị rò rỉ. Khi Tổng thống Biden lên đường tới châu Âu để tham dự các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu một ngày sau phán quyết, Nhà Trắng đã phải vật lộn để đưa ra một kế hoạch chi tiết và chiến lược truyền tải thông điệp liên quan đến quyền phá thai. Theo những nguồn thạo tin, Phó Tổng thống Harris đã dẫn đầu nỗ lực đối phó khủng hoảng. Tổng thống Biden đánh giá cao điều này và công khai ca ngợi bà là người truyền tải thông điệp tốt hơn. Nhưng chính các vấn đề chính sách đối ngoại mới là thứ giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Bà Harris bước chân vào chính quyền với rất ít kinh nghiệm về đối ngoại, đặc biệt là so với Tổng thống Biden, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Các nguồn tin cho hay khi Phó Tổng thống bắt đầu xây dựng chương trình nghị sự chính sách đối ngoại và tích cực tham gia các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Biden thường tìm đến bà để đặt những câu hỏi thăm dò. Những cuộc trao đổi giữa bà với các quan chức an ninh quốc gia đã giúp gây ấn tượng với Tổng thống. Kể từ khi giao tranh Israel-Hamas bùng phát, Harris đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc giục chính quyền, thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng cảm hơn với người Palestine và tập trung vào kế hoạch hậu xung đột. Ngay cả khi nhắc lại quan điểm của Nhà Trắng về cuộc xung đột, sự khác biệt giữa bình luận công khai của Harris và Tổng thống Biden vẫn rất rõ ràng. Bà dễ dàng chỉ trích Israel hơn và bình luận đầy xúc động về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Một ngày sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua Nhà Trắng, Phó Tổng thống Harris bước vào trụ sở chiến dịch tranh cử của bà ở Wilmington, Delaware. Vài giờ trước đó, nơi đây là trụ sở chiến dịch của Tổng thống Biden. Những tấm biển ghi tên bà đã phủ kín một số bức tường. Vẫn tự cách ly sau khi mắc COVID-19, Tổng thống Biden đã gọi điện để nói chuyện với các nhân viên chiến dịch hiện làm việc cho Phó Tổng thống của ông. Ông nói, ôm bà ấy đi, tôi vẫn dõi theo các bạn, tôi yêu mọi người. Với vị thế và tầm ảnh hưởng không hề tầm thường của bản thân khi chinh phục thành công Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống, liệu rằng Phó Tổng thống Kamala Harris có một lần nữa làm nên kỳ tích khi chinh phục được lòng tin của nhân dân